Chó đốm thì có đốm. Xí ngầu cũng có đốm giống chó đốm. Và dĩ nhiên rồi, trò chơi về đốm thì chắc chắn sẽ có đốm. Chào mừng các bạn đến với Donin Dragons. Mình là Hải Đăng và trong tập ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi trò chơi đốm hay còn gọi là sports. Sports là một trò chơi dành cho 1 tới 4 người chơi với thời lượng chơi rất là ngắn tầm 15 cho tới 25 phút một game. Trong trò chơi này, người chơi sẽ cố gắng hoàn thành những con chó đốm của họ bằng cách đổ những viên xí ngâu và làm sao mà đáp ứng được những điều kiện của con chó đốm đó và người chơi sẽ chiến thắng nếu như họ là người đầu tiên hoàn thành được 6 con chó đốm. Trong quá trình chơi, người chơi cũng sẽ dạy những con chó đốm của họ những cái trick những cái chiêu trò để giúp cho họ hoàn thành được những con chó đốm này sớm hơn, nhanh hơn. Tuy nhiên các bạn đừng cố mà cắn mà tham quá Đừng đổ nhiều xí ngầu quá Tại vì khi mà đổ nhiều xí ngầu quá Thì bạn có khi sẽ mất hết đấy Nào hãy cùng Đô Đình Dragon học chơi sport nhé Thành phần đầu tiên mà chúng ta sẽ chuẩn bị đó chính là những cái trick tile này hay còn gọi là những cái chiêu trò. Những cái chiêu trò là những cái mà chúng ta sẽ dạy cho các con chó của chúng ta. Vì đây chúng ta sẽ lấy ra 6 cái chiêu trò tổng cộng tuy nhiên trong 6 cái chiêu trò này sẽ luôn luôn có một cái là how và một cái là rollover và chúng ta sẽ lấy ngẫu nhiên bốn cái chiêu trò còn lại đặt vào ở giữa khu vực chơi sao cho tất cả mọi người chơi có thể dễ dàng lấy được nó những cái trick mà không sử dụng trong cái game này thì chúng ta sẽ cất lại vào hộp và chúng ta sẽ sử dụng nó cho những cái game tiếp theo phần thành phần tiếp theo mà chúng ta sẽ chuẩn bị đó chính là những cái thẻ con chó này những thẻ chó đốm này thì mỗi người chơi sẽ xuất phát với hai cái thẻ chó đốm và khi mà chia thẻ bài chó đốm cho người chơi thì chúng ta sẽ chia ở cái mặt màu xám những thẻ bài chó đốm này là những thẻ bài chó đốm mà người chơi sẽ phải đặt xí ngầu vào trong những cái khu vực này để hoàn thành những con chó đốm thì mỗi con chó đốm nó sẽ có những cái khu vực đặt xí ngầu khác nhau cũng như là có những cái tên gọi khác nhau, cái tên thì thật ra nó cũng không liên quan lắm đâu, nó chỉ để cho vui thôi à. Tiếp theo là mỗi người chơi họ sẽ có một cái sân vườn là một cái mảnh nó có cái hình cái nhà và cái sân như thế này, thì chó đốm hay là chó bình thường ấy thì nó là thích đào và nó rất là thích chôn đồ thì cái sân vườn sẽ là nơi mà người chơi chôn những cái viên xí ngầu mà họ không sử dụng trong cái lượt này nó sẽ có cái cái phần gọi là spot lớn hơn 7 bằng burst mình sẽ giải thích về cái phần này sau Thành phần tiếp theo nữa, đó là mỗi người chơi họ sẽ có một cái treat là một cái món ăn vặt cho con chó của họ thì nó được ký hiệu bằng cái token xương này. Và cuối cùng là mỗi người chơi sẽ xuất phát với một viên xí ngầu. Và để bắt đầu chơi thì mỗi người chơi họ sẽ đổ xí ngầu để coi ai có giá trị cao hơn thì người nào mà có giá trị cao hơn sẽ là người đi trước. Riêng những cái viên xí ngầu mà người chơi xuất phát thì nó sẽ được chôn vào trong cái sân vườn của người chơi và thế là chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu chơi trò chơi sports ở trong lượt của mình thì người chơi sẽ có hai lựa chọn một là dạy chân chó của bạn một trong những cái chiêu trò làm những cái chiêu trò này còn hai đó là ghi điểm của những con chó đốm của bạn đang có thì đối với cái việc mà dạy chiêu trò ấy, thì các bạn sẽ chọn một cái chiêu trò bất kỳ mà các con đang cái mặt ngửa như thế này và sau đó các bạn sẽ kích hoạt những cái hành động trên những cái chiêu trò đó sau khi đã chọn xong chiêu trò ấy, thì việc đầu tiên các bạn cần làm Đó là lật nó qua cái mặt màu xám này để các bạn biết là cái chiêu trò này nó không có còn để mừng những người chơi sau có thể chọn nó nữa sau đó họ sẽ thực hiện những cái hành động trên cái chiêu trò này thì cái hành động roll over này là người chơi sẽ đổ cái xí ngầu của họ trong cái phần bury trong cái phần mà họ đã chôn rồi đấy sau đó thì họ sẽ quyết định đó là đặt nó vào trong cái một trong những con chó đốm hay không nếu như mà họ quyết định không đặt nó vào con chó đốm ấy thì nó sẽ vào trong nó bị chôn vào trong cái sân vườn của người chơi làm thế nào để mà đặt xí ngầu vào trong những con chó đốm thì bây giờ mỗi con chó đốm nó sẽ có một cái khu vực để đặt xí ngầu nhất định thì đối với con chó đốm này nếu mà các bạn muốn đặt xí ngầu vào nó thì các bạn phải có xí ngầu giá trị một hoặc là giá trị 3 như trong cái ví dụ nãy mình đổ ra 6 thì mình sẽ không đặt được cái viên xí ngầu 6 của mình vào trong cả hai cái vị trí này và sau khi nếu như sau khi các bạn đã đặt hết được toàn bộ những cái chỗ trong con xí ngầu ấy thì các bạn có thể làm cái hành động thứ hai trong một cái lượt khác đó là ghi điểm là bằng cách lật nó qua mặt còn lại Giả sử như trong cái vòng chơi trước, người chơi đã hoàn thành xong một con chó đốm. Và trong cái vòng chơi này, thay vì làm cái hành động là do the trick, là làm một cái trick, một cái chiêu trò thì người chơi có thể làm cái hành động đó là ghi điểm con chó đốm. Họ sẽ ghi điểm con chó đốm bằng cách lật con chó đốm qua mặt còn lại và bỏ những cái viên xí ngầu trên con chó đốm đó vào trong cái khu vực chơi chung. Và cái cách ghi điểm này, cái gọi là cách ghi điểm chậm mà chắc, Tuy nhiên, nếu như mà người chơi hoàn thành hết toàn bộ những cái con chó đốm khi mà họ đu retreat, khi mà họ làm những cái chiêu trò ấy, thì người chơi có thể được quyền lập tức ghi điểm luôn. Tại vì họ quá xuất sắc, họ quá giỏi, họ hoàn thành được hết toàn bộ con chó đốm. Nên là họ không cần phải tốn một lượt để ghi điểm nữa, mà thay vào đó là họ có thể ghi điểm hết toàn bộ những con chó đốm của họ. Sau mỗi lần ghi điểm cho dù bạn ghi điểm nhanh hay là ghi điểm chậm Thì cứ mỗi lần mà bạn ghi điểm xong một con chó đốm của bạn ấy Thì bạn sẽ luôn luôn lấy lại một cái con chó đốm mới và ở mặt màu xám Như vậy có nghĩa là người chơi luôn sẽ có tối đa là hai con chó đốm mà họ phải thực hiện Họ phải ghi điểm Và những con chó đốm mà ghi điểm xong rồi thì nó sẽ nằm ở mặt xanh dương Và trò chơi sẽ kết thúc khi mà một người chơi hoàn thành được 6 con chó đốm Và người chơi đó sẽ là người chiến thắng trong trò chơi sport này nó có một khái niệm gọi là burst thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn về khái niệm đó. Mỗi người chơi sẽ có một cái miếng đất này, nó gọi là cái yard là cái sân vườn của họ. Thì cái miếng đất này đó là họ sẽ dùng để chung những cái viên xí ngầu mà họ không thể lắp được hoặc là họ không muốn lắp trong cái lượt của người chơi. Bây giờ như các bạn đã biết rồi thì khi mà người chơi họ lắp khi họ đổ xí ngầu ấy, thì họ sẽ phải lắp những cái viên xí ngầu đó vào những cái con chó đốm của họ. Những cái viên xí ngầu mà không lắp được thì nó sẽ được chôn vào trong cái khu đất này. Và nếu như mà tổng cái giá trị của xí ngầu mà trong cái khu đất này mà lớn hơn 7 như thế này là 8 này, ví dụ như là 8 nhé, là người chơi sẽ bị bust. Khi mà người chơi bust ấy là họ sẽ mất lượt hoàn toàn luôn. Họ sẽ bỏ tất cả những cái viên xí ngầu trong cái sân của họ ra cũng như họ sẽ bỏ tất cả những cái viên xí ngầu trên những cái chú chó này ra luôn có nghĩa là nếu như mà người chơi đang cố gắng ghi điểm cho một con chó đang cố gắng hoàn thành một con chó đi và nếu như họ burst ấy, thì coi như là họ mất hết toàn bộ những cái viên xí ngầu kể cả những cái viên xí ngầu mà người chơi đang để trên các con chó của họ đó là lý do tại sao mà người chơi phải cố gắng ghi điểm cho những chú chó của họ tại vì khi mà những chó nó đã được ghi điểm rồi thì nó sẽ không bị tấn công bởi burst nữa trong lượt của những người chơi tiếp theo, nếu như mà họ chọn hành động là dạy những chú chó của các bạn là những cái chiêu trò, những cái trick ấy thì các bạn phải chọn những cái trick, những cái chiêu trò mà nó chưa được kích hoạt, tức là nó còn ở mặt màu trắng như thế này và họ sẽ làm kích hoạt từ trên xuống dưới. Và nếu như mà nó ghi là lấy xí ngầu hoặc là đổ xí ngồi ấy thì các bạn sẽ luôn luôn lấy những cái xí ngầu từ cái kho chung trừ khi nó luật nó ghi là lấy từ một cái vị trí nào đó khác nhau thôi. Khi mà người chơi chỉ còn lại đúng một sự lựa chọn, chiêu trò thì thay vì chọn cái chiêu trò đó, họ sẽ lấy một cái trick, một cái cục xương này, này từ kho chung và họ sẽ đặt lên cái trick đó cái chiêu trò cuối cùng đó. Sau đó họ sẽ lật lại hết tất cả những cái chiêu trò đã được kích hoạt lúc trước để nó bây giờ nó có thể là một kích hoạt. Như vậy thì cái chiêu trò mà không được kích hoạt ở lượt những cái vòng trước ấy thì nó sẽ có incentive, nó sẽ có một cái động lực đó là có cái trick để người chơi chọn nó một điểm cũng khá thú vị khác nữa đó là trong cái trò chơi này nó có rất là nhiều cái chiêu trò khác nhau ở đây đây có rất là nhiều cái luôn thành ra là nếu mà các bạn chán với sáu cái chiêu trò bất kỳ thì các bạn có thể lấy ra tạo ra những cái combo mới những cái hỗn hợp chiêu trò mới để khiến cho cái tựa game của các bạn nó đa dạng hơn nó thú vị hơn và đó cũng là phần kết của tập ngày hôm nay. Tập mình hướng dẫn cho các bạn cách chơi trò chơi sports, một trò chơi cực kỳ nhân phẩm, cực kỳ nhanh gọn và cũng rất là dễ hiểu dành cho 2 tới 4 người chơi. Mình hy vọng qua cái video này mình giúp cho các bạn hiểu được cách chơi trò chơi này một cách cụ thể nhất. Và nếu như bạn thích video này thì đừng quên ấn nút like video cũng như là ấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những thông tin liên quan tới bot game một cách sớm nhất và nhanh nhất. Mình lại đăng tới từ đối định Dragons. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.